Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Việt Nam, những góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, trên một diễn đàn trực tuyến nổi tiếng thế giới, một cư dân mạng Indonesia đã đưa ra câu hỏi mang tính cà khịa như thế này. Indonesia có chỉ số IQ thấp nhưng có thể chế tạo tàu chiến, máy bay, xe tăng, tàu hỏa. Việt Nam có IQ cao nhất Đông Nam Á, nhưng Việt Nam làm được gì? Câu hỏi mang tính khiêu khích trên đã khiến cộng đồng mạng quốc tế bất bình, phản đối quan điểm này, chỉ trích không chỉ về sự thiếu tôn trọng mà còn về tính phân biệt của nó. Điều quan trọng là, việc đánh giá sức mạnh của một quốc gia không thể dựa vào chỉ số IQ và sự so sánh theo cách đơn giản như vậy là không chính xác và thiếu công bằng. Mỗi quốc gia đều có những thành tựu và đóng góp đặc sắc của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chỉ số IQ không phản ánh đầy đủ khả năng sáng tạo, lòng tự hào quốc gia và sự đa dạng của thành tựu con người. Việc tự chế tạo không chỉ đo lường bằng các sản phẩm công nghiệp nặng mà còn bằng nhiều khía cạnh khác nhau. Và mỗi quốc gia có con đường của mình để góp phần vào sự phát triển toàn cầu. Vì vậy, một cư dân mạng có vẻ là người Việt Nam đã chất vấn anh bạn Indonesia về định nghĩa của cái gọi là tự chế tạo là như thế nào. Người này đã bình luận như sau. Điều quan trọng ở đây là ai sở hữu công nghệ. Việc bỏ tiền ra hợp tác sản xuất chung là quá đơn giản. Nghe nói Indonesia đang hợp tác sản xuất máy bay chiến đấu KF-21 với Hàn Quốc, công nghệ từ Hàn Quốc, Indonesia chỉ là nước góp vốn, nhưng cho đến khi giới thiệu thì đã xảy ra những vấn đề gây tranh cãi. Vậy bạn tự hào về điều gì? Bạn có tự hào rằng mình là người góp vốn không? Quả thật, anh bạn Indonesia này mải mê khoe khoang về việc có thể tự chế tạo máy bay, mà quên mất phi vụ máy bay chiến đấu KF-21 đang là một trò hề gây nhiều tranh cãi và bài xích từ phía cư dân mạng Hàn Quốc. KF-21 là chương trình tiêm kích lớn và đắt đỏ nhất lịch sử Hàn Quốc, đặt mục tiêu chế tạo 180 tiêm kích đa năng trước năm 2026. Hàn Quốc và Indonesia thống nhất cùng phát triển dự án tiêm kích trị giá 6,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó Jakarta sẽ đóng góp 20% ngân sách. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, chính phủ Indonesia tìm cách đàm phán lại điều khoản dự án để giảm áp lực với nguồn dự trữ ngoại tệ trong bối cảnh dự án bị đội chi phí lên 8 tỷ đô la Mỹ. Cho đến tận hiện tại, gần 10 năm, Indonesia đã nhiều lần chậm chi trả khoản đóng góp, khiến tập đoàn công nghiệp hàng không Hàn Quốc, KX, gặp nhiều khó khăn. Không những thế, nó còn tạo nên một làn sóng phản đối từ người dân Hàn Quốc với việc lá cờ Indonesia được in chễm chệ trước mũi máy bay. Khi đóng góp thì ít, tiền lại còn chưa trả hết đã đòi có sản phẩm mang thương hiệu cá nhân. Cộng đồng mạng ở Hàn Quốc phẫn nộ về việc có lá cờ Indonesia trên máy bay chiến đấu KF-21, nhiều người bày tỏ sự không hài lòng và chỉ trích điều này. Một người dùng có tên K-Zero cho biết họ rất không thích thấy lá cờ Indonesia trên máy bay chiến đấu, coi đó chỉ là sự nịnh bợ. Và họ giải thích rằng Indonesia được coi là không đáng tin cậy và chưa thanh toán đầy đủ 1,7 nghìn tỷ won cho dự án KFX, mặc dù đã qua nhiều năm. Theo K-Zero, sau khi Indonesia thanh toán 200 tỷ won, họ đã ngừng khoản chi, đề cập đến cuộc đàm phán về các điều khoản chuyển giao công nghệ. Hàn Quốc sau đó yêu cầu 500 tỷ won, với phần còn lại được thanh toán bằng tài nguyên tự nhiên của Indonesia. Cộng đồng mạng ở Hàn Quốc tức giận vì họ tin rằng Indonesia chỉ muốn đầu tư 1,2 nghìn tỷ won từ tổng ngân sách 8,5 nghìn tỷ won cho dự án KF-21, chi trả chỉ 20% chi phí sản xuất, trong khi đòi hỏi một chuyển giao công nghệ đáng kể. Một số người dùng mạng gợi ý thay thế Indonesia bằng Philippines trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu, bày tỏ sự tức giận về việc thanh toán chậm trễ và các điều khoản không có lợi cho Hàn Quốc. Có những người Hàn cáo buộc rằng tiền thuế của người dân Hàn Quốc không nên được sử dụng để sản xuất máy bay chiến đấu với lá cờ Indonesia được gắn ở trên. Tiếp tục câu chuyện tự sản xuất hay sản xuất được, cậu bạn Việt Nam đã nhắn nhủ nhằm khai sáng cho anh bạn Indonesia kia như sau. Chúng tôi hiểu rằng các bạn đang lãng phí công sức, tiền bạc để sản xuất nhiều xe tăng, máy bay, tàu thủy. Đầu tư và nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài mà không tự mình nghiên cứu. Đơn giản là chúng tôi làm ngược lại, sản xuất thêm tên lửa chống hạm, tên lửa chống máy bay và chống tăng, sau đó chúng tôi dùng tiền để làm việc khác. Chúng tôi tự nghiên cứu và sản xuất nhiều loại vũ khí, điều này chắc chắn là chậm nhưng chắc chắn, chúng tôi vẫn thông minh hơn bạn, ha ha. Cứ nhìn vào một số cuộc chiến trên thế giới hiện nay, bạn sẽ hiểu một điều, đôi khi một cỗ máy chiến đấu đắt tiền bị tên lửa rẻ tiền hạ gục. Tất nhiên chúng tôi sẽ sản xuất mọi thứ, nhưng chúng tôi không vội, chúng tôi có cái khác. Có nhiều điều quan trọng hơn phải làm, vì dù sao đây cũng là thời bình,
Việt Nam không phải là kẻ thù của Indonesia và Trung Quốc cũng không tấn công Việt Nam để làm gì, họ vẫn cần Việt Nam. Nhiều đế quốc đến Việt Nam rồi phải bỏ cuộc và ra đi. Người Việt đã đủ thông minh để sống sót khi phương Bắc là một đế quốc hùng mạnh hàng ngàn năm và chúng tôi vẫn tồn tại. Sau đó từ nhỏ đến lớn, cho đến hiện đại, người Mỹ đã mang đủ loại thiết bị hiện đại vào Việt Nam, nhưng họ cũng đành phải ra đi. Đừng lo, chúng tôi có thể chế tạo rất nhiều vũ khí, đủ dùng. Chỉ có máy bay chiến đấu là hiện tại, chúng tôi chưa vội bỏ tiền đầu tư hay nghiên cứu, nó không phù hợp với nhu cầu của chúng tôi. Chỉ cần mua máy bay chiến đấu của Mỹ và Nga là được, tạo mối quan hệ kinh tế, quốc phòng chặt chẽ hơn với hai nước này. Hiện tại, nhu cầu hiện nay là phát triển kinh tế, an sinh xã hội và việc làm cho người dân, chứ không phải xây dựng quân đội để dọa người khác. Việt Nam là một đất nước thân thiện, giàu lòng nhân ái. Phần còn lại vẫn là một bí mật lớn. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ còn nhiều bất ngờ nữa, đi sau các nước khác nhưng sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua. Hãy để chúng tôi gửi lời chào đến những người Indonesia vui tính, các bạn thật đáng yêu. Và dường như có vẻ bực mình với sự cà khịa vô tri của anh chàng Indonesia, cộng đồng mạng quốc tế đã thẳng thừng vỗ mặt anh chàng. Trên thực tế, Campuchia có chỉ số IQ thấp nhất ở châu Á và Singapore có tỷ lệ IQ cao nhất. Đáng chú ý, bạn sẽ tìm thấy các bộ dữ liệu cho thấy Campuchia có chỉ số IQ trung bình cao hơn, nhưng chỉ có giới học giả của họ tham gia vào cuộc khảo sát và không bao gồm người lao động trung bình hoặc công nhân nông trại. Đối với tuyên bố của bạn rằng Indonesia đóng tàu chiến, máy bay, xe tăng, xe lửa là không đúng sự thật. Các tàu của Indonesia thực sự được đóng với sự hỗ trợ và quản lý, hướng dẫn của các công ty Hàn Quốc và Hà Lan. Indonesia chưa chế tạo xe tăng mà chỉ chế tạo xe bọc thép. Indonesia đã sản xuất được máy bay nội địa nhưng chưa sản xuất được máy bay quân sự. Tất cả động cơ tàu ở Indonesia đều được nhập khẩu và không được sản xuất trong nước. Việt Nam đứng ở vị trí thứ hai và bạn hỏi họ có thể làm gì? Bạn nên hỏi họ đã làm được những gì? Vải lụa đẹp nhất thế giới. Các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, vân vân. Đá quý tổng hợp có chất lượng tốt tới mức chỉ có chuyên gia mới có thể phát hiện ra chúng không phải là đá quý tự nhiên. Hàng nhái của các thương hiệu có chất lượng như vậy gần như không thể phát hiện được đó là hàng nhái. Gạch men chất lượng cao họ xuất khẩu trên toàn thế giới. Điện thoại di động mang thương hiệu riêng đạt 4 giải thưởng quốc tế cho sản phẩm của mình năm 2021. Vinamilk nhà sản xuất sữa bò lớn nhất châu Á. Đã phát triển công nghệ lập bản đồ 3D hàng đầu thế giới. Là ngành sản xuất quân sự, Việt Nam tự sản xuất mũ bảo hiểm chống đạn, áo giáp, kính nhìn đêm, hệ thống viễn thông mã hóa, súng lục và súng trường, cũng như súng máy phụ, súng chống tăng và máy bay không người lái được trang bị vũ khí, sản xuất tại nhà máy Z111 ở Hà Nội. Đấy mới chỉ là một vài cái tên được liệt kê ở đây. IQ không quan trọng nhất trong loài người. Nó không thể biến bạn thành một nhà khoa học mà là một nhà triết học, lẽ phải và thất bại. Trở thành nhà khoa học thuộc về những người sinh ra để trở thành nhà khoa học và có chỉ số IQ cao. Nhưng nhà khoa học lại được tạo nên từ những người có EQ cao. 90% người có IQ cao nhất đều thiếu hiểu biết và logic. Tuy nhiên, những gì do Indonesia sản xuất, xe lửa, xe tăng, áo giáp và tàu đều phổ biến. Nó không cần công nghệ. Tất cả những gì bạn cần là thợ cơ khí và kỹ sư đơn giản. Bất kỳ quốc gia nào cũng làm được điều đó, ngay cả Philippines cũng đã làm được điều đó vào những năm 1970. Nhưng nếu có hạt nhân và tạo ra vệ tinh như Philippines, thứ gì đó đủ tốt, khám phá không gian là một cái gì đó ở phía trước. Việt Nam cũng có thể làm được. Tôi hy vọng Indonesia sẽ thành công trong mọi việc họ làm. Tại sao người Indonesia không so sánh đất nước của họ với Nhật Bản, Singapore hay Hàn Quốc? Ngay cả với Bắc Triều Tiên, bạn có rất nhiều thời gian để làm giàu và xây dựng đất nước của mình. Tại sao lại so sánh với Việt Nam, một đất nước bị chiến tranh tàn phá nhiều năm? Chỉ thực tế này thôi cũng có thể cho mọi người biết điều gì đó về Indonesia. Không cần phải có khoa học tên lửa mới thấy được điều đó. Hãy khoe khoang đi nào! Xin chúc mừng Indonesia! Bạn đã có một thời gian dài để phát triển đất nước. Và điều quan trọng là không ở gần một gã khổng lồ hung hãn như Trung Quốc. Việt Nam, những góc nhìn. Việt Nam, giống như nhiều quốc gia khác, đã có những thành tựu đáng kể trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa.
Việt Nam đã phát triển ngành công nghiệp sản xuất, có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và đặc biệt là đã có những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực giáo dục và khoa học. Chúng ta nên tôn trọng và đánh giá mỗi quốc gia dựa trên những đóng góp và thành tựu thực tế của mỗi nước, thay vì dựa vào những định kiến và phân biệt không cần thiết. Vâng, đó là thông điệp mà kênh muốn truyền tải tới quý vị và các bạn ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc video, nếu ủng hộ, xin mọi người cùng like, share, đăng ký kênh để khích lệ anh em trong thời gian tiếp theo. Cũng như nếu có không thích anh chàng Indonesia này, cũng xin đừng nhấn không thích dưới video bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của kênh ạ. Nếu có điều gì cần thảo luận, mọi người có thể comment dưới phần bình luận để cùng chia sẻ ạ. Trân trọng.